Thì đây cả nhà, thì như cả nhà nhìn thấy là ở phía đằng trước của Trọng kia, ở chỗ ngay đèn xanh đèn đỏ kia là bà đang ngồi ở đó bà xin. Thì ngày nào là Trọng cũng gặp bà luôn. Như cả nhà nhìn thấy là đang trời đang rất là nắng luôn nhưng mà bà vẫn ngồi bà xin. Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi bà? Tính mình bóng rồi. À, thế bà đi xin như vậy là một ngày được bao nhiêu tiền? Cho mượn thì con xin được 500, 600. 500, 600. Vâng. Thì bà ơi thế này, là ngày hôm nay là anh em cháu đang đi đường á, thì cháu bị làm rơi mất cái ví tiền, nên là bây giờ là cháu đói bụng quá, cháu tính xin bà mấy chục ngàn để cháu ăn cơm được không bà? Hai anh em. Vâng. Còn cháu là có hai anh em. Dạ. Bà cho cháu bao nhiêu đây? Dạ. Cho cháu 100 luôn à? 2, 4, 6, 8, 10. Bà cho cháu 100 ngàn như vậy bà có tiếc không? Tiếc mà nên má là người ta cũng giúp đỡ lại cho bà. À, bà cho cháu, ngày mai là người ta lại cho bà. Dạ. Xin chào tất cả mọi người nhá, mình là Trọng đây. Thì ngày hôm nay là Trọng đang đi trên đường, thì Trọng bắt gặp được một cái cảnh rất là đặc biệt, nên là Trọng quyết định quay cái video này lại để cho tất cả khán giả cùng xem. Thì cái này là không phải là lần đầu tiên Trọng gặp, mà Trọng đã từng gặp rất là nhiều lần rồi. Ở phía trước của Trọng kìa, thì ngày nào cũng vậy, Trọng đi làm là Trọng đều thấy là một bà cụ tầm cỡ khoảng 8-90 tuổi là ngồi ăn xin, ngồi xin tiền, nói đúng hơn là ngồi xin tiền ở giữa ngã tư luôn. Mà nhiều khi Trọng đi là mà giữa trưa nắng hay là trời mưa, trời gió, trời bão thì Trọng cũng thấy bà ngồi ở đó bà xin tiền luôn. Thì cũng mấy lần thì Trọng cũng đi ngang qua rồi dừng lại thì Trọng cũng nói chuyện với bà, nhưng mà Trọng cũng không có hỏi thăm sâu về hoàn cảnh á. Thì Trọng mới nói chuyện với bà thì nhìn cái khuôn mặt của bà thì Trọng cũng ước chừng chắc bà cũng phải 80-90 tuổi. Thì như cả nhà biết là 80-90 tuổi rồi, ở cái độ tuổi này thì là cái độ tuổi mà phải được nghỉ ngơi và con cháu thì phải lo lắng cho mình. Nhưng mà không biết thì hoàn cảnh của bà như thế nào mà bà lại ngồi ở ngoài đường để bà xin tiền như vậy, rồi không biết là phía sau bà lại có những cái chuyện gì khác hay là không. Thì nên là ngày hôm nay thì Trọng quyết định là quay cái video này lại để Trọng xem là hoàn cảnh của bà như thế nào, bà cần mình giúp đỡ gì hay là có những cái uẩn khúc gì phía sau hoàn cảnh của bà hay là không. Thì thấy những cái người già mà phải đi xin tiền hàng ngày như vậy thì Trọng phải nói là Trọng nhìn Trọng thấy rất là thương luôn. Thì bây giờ Kiệt quay camera lại đằng trước luôn em. Thì bà là bà đang ngồi ở phía trước kìa cả nhà. Thì đây cả nhà, thì như cả nhà nhìn thấy là ở phía đằng trước của Trọng kìa, ở chỗ ngay đèn xanh đèn đỏ kia là bà đang ngồi ở đó bà xin. Thì ngày nào là Trọng cũng gặp bà luôn. Như cả nhà nhìn thấy là đang trời đang rất là nắng luôn nhưng mà bà vẫn ngồi bà xin. Thì Trọng cũng thấy những người đi đường, họ đi qua, họ đi lại thì họ cũng cho bà tiền. Thì không biết là hoàn cảnh của bà như thế nào, bà khó khăn hay là ai kêu bà đi xin hay là như thế nào thì mình cũng không có biết nữa. Nhưng mà dù đi thế nào đi chăng nữa thì mà một bà cụ mà 80-90 tuổi mà vẫn phải ngồi xin tiền ở ngoài đường thì phải thấy rất là tội. Thành ra là bây giờ là Trọng quyết định Trọng quay cái video này. Thì bây giờ là Kiệt đi xuống. Bây giờ trước khi mà Trọng quay phim, bây giờ là em Kiệt em đi xuống. Em đi ra rồi em nói chuyện với bà, em hỏi thăm với bà xem là hoàn cảnh của bà như thế nào. Xong rồi ở phía bên kia đường là có một cái chú bảo vệ đỏ đỏ kia thấy không? Thấy. Xong rồi Kiệt đi qua bên đó, Kiệt hỏi cái chú đó luôn là xem là cái lịch trình mà hàng ngày bà đi ra ngoài này bà xin, ai chở bà tới đây, rồi bà đi bằng cách nào, bà về bằng cách nào. Nghe mà nói thăm về hoàn cảnh của bà Để xem là bà tự nguyện đi xin hay là có ai chăn dắt bà hay là ép buộc bà đi xin hay là không. Đó, thì bây giờ là Kiệt đi xuống Kiệt hỏi đi để anh em mình xem thế nào. Thì bây giờ là em Kiệt là em đang đi ra, em hỏi thăm sơ qua xem là hoàn cảnh của bà nói như thế nào. Thì em Kiệt đang hỏi thăm, xong rồi một chút nữa thì em Kiệt sẽ qua bên kia rồi hỏi thăm cái chú bảo vệ bên kia để xem chú bảo vệ chú nói là hoàn cảnh của bà như thế nào nhé cả nhà.
Rồi bây giờ là em Kiệt em đang đi qua em hỏi thăm chú bảo vệ để xem là chú bảo vệ nói thế nào, xem là ai chở bà đi rồi ai chở bà về. Để đậu xe xích lên trên này xuống nói chuyện cùng với bà. Thì nãy Kiệt xuống nói chuyện cùng với bà thì hoàn cảnh của bà thế nào? Thì bà nói với em là hoàn cảnh bà phải đi xin tiền anh. Mình cũng rất là thương luôn. Nhưng mà bà có hỏi về con cháu của bà thì bà nói thế nào? Bà nói là bà có mấy đứa cháu, rồi bà phải lo cho mấy đứa cháu bà ăn học nữa. Rồi bà phải hàng ngày bà phải ra ngoài đây xin tiền. Bà có bao nhiêu người con? Bà có một người con. Mà em nghe nói là người con này của bà như là có vấn đề gì anh ơi. Bà nói là có vấn đề gì, như là tâm thần á. Thì là bà kể là con của bà bị bệnh, bà phải nuôi mấy đứa cháu đúng không? Đúng rồi, bà nuôi cả anh mà cha cũng mấy bé luôn. Nhưng mà thế là theo suy nghĩ là có phải chăn dắt không hay là hoàn cảnh khó khăn? Em nghĩ là hoàn cảnh khó khăn anh ơi. Tại vì em có qua hỏi chú bảo vệ thì chú bảo vệ cũng có nói là hoàn cảnh của bà cũng rất là khó khăn. Hằng ngày bà cũng hay ra xin tiền. Ai chở bà đi? Chú bảo vệ cũng nói với em là có một người đàn ông mà hay chở bà, chú hay chở là bà ra đây. Nhưng không biết là ai đúng không? Nhưng mà không biết là ai. Thế thì bây giờ mình cũng không biết phân tích như thế nào. Thành ra là bây giờ là Trọng sẽ quyết định, Trọng một xuống, Trọng nói chuyện trực tiếp cùng với bà luôn. Rồi mình đi thăm nhà của bà trực tiếp luôn, xem nhà cửa của bà như thế nào. Thì bây giờ là cả nhà muốn biết hoàn cảnh của bà như thế nào thì mời cả nhà tiếp tục xem cái video này nhá. Trọng sẽ xuống rồi Trọng tìm hiểu thêm. Bây giờ Trọng xuống, Trọng hỏi thăm bà nhé cả nhà. Thì bây giờ là đang ở giữa ngã tư nên là nó hơi ồn một tí, mong tất cả khán giả thông cảm. Thì có cô kia dừng lại cho bà tiền kìa, để Trọng lại Trọng hỏi thăm bà. Bà ơi, cháu chào bà nhá. Vâng, bà cho cháu hỏi thăm tí được không bà? Vâng, vâng, cho cháu gài cái này nhá. Bà bao nhiêu tuổi rồi? Là 94 tuổi. 9 mấy bà? 94 tuổi. 94 tuổi. Bà ở đây làm gì đấy? Bà đi xin. Bà đi xin à? Bà tên gì? Bà là Trần Thị Thảo. Trần Thị Thảo. Bà 94 tuổi rồi mà bà đi xin. Bà đi xin mua nghỉ cho cháu và tôi quá chú ạ. Cho ăn học vậy mà không có học tôi quá. Bà mà bà xin tiền đúng không? Dạ. Cho hỏi là thế con cái của bà đâu? Có ba thì cầm một như con à. Mà bị tai nạn là bà ấm và ấm chứ ôm là ấm ngoại đâu và mua chân nhà. Bà khổ ba thì... À không, bà, rồi. Bà bà đi xin chỗ ồn, bà mua về chắc bà chỗ ồn. Không, không, bà nói lại cho cháu nghe nào, ồn quá cháu nghe không đó, bà nói sao mà xấu hổ. Bà, con bà mà mua được bà, thì bà không còn ra mua được khổ như vậy đâu. Con bà thế nào? Có hổ bà là bị tái nạn giờ làm muốn mua được. Rồi ảnh rồi rồi đi lông dông không có ở nhà, không chịu ở nhà. Con của bà bị tai nạn, dạ. Bây giờ không đi làm được. Dạ. Thế là bây giờ bà ở với ai? Bà ở với ba đứa cháu, với ba đứa cháu cho ăn học và tôi nhỏ. Bà ở cùng ba đứa cháu? Dạ. Thế ba cháu của bà lớn chưa? Ba đứa cháu, một đứa 12 tuổi, đứa 7 tuổi, đứa 4 tuổi. Đứa 12, đứa 7, đứa 4? Dạ. Thế là tổng cộng là bà có bao nhiêu người con? Dạ, có một người con rồi. Có một người con thôi? Chồng bà chết rồi 37 tuổi. Bà ý là thôi cho mình bước lên bước ngược thì khổ. Con mày có tao rồi mày tao mi tở. Nên nợ bà không bước bởi. Nên bà ở vậy vậy bà nuôi con. Nuôi con lên vậy lúc mà có giờ của con mà cũng nuôi bà đàng hoàng. Giờ bà làm được bà bị đủ khổ như vậy thôi. Vâng. Bà nói chuyện có nghe rõ âm thanh không Kiệt? Tại vì Trọng đang nói chuyện ở ngoài này rất là nhiều xe, rất là ồn. Vậy là bà nói là chồng bà mất năm bà 37 tuổi. Một mình bà nuôi con. Và bà chỉ có một người con thôi. Mà con của bà là bị tai nạn không đi làm được. Bây giờ là bà vừa nuôi cả con với cả ba đứa cháu đúng không? Ô, bà khóc à? Bà đi bộ con mấy chú bà vô nhà bà. Thấy ra bà, hoàn cảnh của bà bê bồn lắm.
Vâng. Thế là những gì bà nói với cháu là sự thật đúng không? Dạ. Tại vì cháu hay đi ngang qua con đường này. Dạ. Thì cháu thấy bà là ngồi ở đây xin tiền rất là lâu rồi. Lâu rồi. Bà xin ở đây mấy năm rồi? Bà xin ở đây mấy năm nay chứ nhiêu đâu chú. Bà xin là mấy năm? Một năm nay. Một năm nay. Dạ. Vâng, tại vì cháu đi qua đi lại gặp bà rất là nhiều lần nhưng mà cháu không biết là hoàn cảnh của bà như thế nào. Dạ. Thành ra ví dụ mà bây giờ mà cháu muốn bà đưa cháu về nhà của bà để cháu thăm nhà của bà có đưa cháu về không? Dạ, cho có gia đâu rồi, gia đẹp đâu mà không cho. Vâng. Gia có ăn đâu mà không cho. Vâng. Bố đẹp là bố, được rồi bố có thăm mình. Sau nữa bố có quen là hoàn cảnh nhà cửa. Vâng. Thì nếu mà những gì mình nói đều là sự thật thì nên là mình đâu có gì mình phải sợ đúng không bà? Dạ. Thì Trọng muốn là bà đưa Trọng về nhà, Trọng thăm nhà của bà để xem sự thực hoàn cảnh của bà như thế nào. Dạ. Tại vì thấy bà năm nay là bà 94 tuổi đúng không bà? Dạ. Có khổ như vậy. Vâng, 94 tuổi nếu mà bà có các con các cháu mà con cháu của bà mà phải để bà đi xin ở ngoài đường như thế này là quanh năm suốt tháng như vậy thì thấy bà rất là tội. Thành ra là nên là Trọng sẽ thăm nhà của bà. Dạ. Bà khóc à? Dạ. Sao bà lại khóc thế? Một thân không quá. Tủi thân à? À, tủi thân. Thế mà bà là bà buồn rồi. À, cháu nói bà buồn đúng không? Dạ. Được rồi, bây giờ bà cho cháu hỏi thăm một tí. Thế là một ngày bà đi xin như vậy thì bà được bao nhiêu tiền? Một ngày 600 thì cho bằng 100 người. Khoảng bao nhiêu bà? 100 người. 150? Dạ. À. Bằng đi cháu về. Vâng. Bằng đi bằng về. Sao bà? Dạ. Cái tiền ở trên tay của bà đây là người ta mới cho bà đúng không? Đây là ngày hôm nay là bà xin được bấy nhiêu đây đúng không? Đâu bà được bao nhiêu vậy, bà đếm cho cháu xem nào. Trên tay của bà đây là số tiền mà ngày hôm nay là người dân đi đường họ cho bà. Dạ. Bao nhiêu bà? 200 mấy chục ngàn. Dạ. Thế nhà bà ở gần đây không? Nhà bà ở trong ruộng bóng ạ. Từ nhà mà đi ra đây hết bao nhiêu phút? Trong nhà ra đây là mười mấy cây số. Mười mấy cây số. Thế thì bà đi ra ngoài này bằng cách nào? Bà đi xe ôm của ông này đây. Bà đi xe ôm? À, bà đi xe ôm như vậy là bà có trả tiền xe ôm không? Dạ có. À, ý là người ta là... chở xe ôm chứ không phải là người ta có phải có bà con gì với bà không? Dạ không. Chỉ là chở. Ở quanh đây mà ở trung học mà bỏ mà. Dạ. Vâng. Dạ. À bà ở ngoài này nhiều xe quá, bây giờ bà đi vô trong này cháu cả bà nói chuyện một tí được không? Nhá. Thì bà đi vô trong này để Trọng kêu bà đi vô trong này nói chuyện một tí nhé cả nhà. Ở đây rất là ồn nên là Trọng khỏi thăm bà. Để cháu xách cho bà nhá. Dạ. Để cháu xách cho bà nhá. Cái này là bà đem từ nhà đi hay là sao? Dạ cái đó người ta cho mới cho mới. Người ta cho bà hả? Dạ. Sao người ta lại cho bà? Dạ vậy đây. Đây bà ngồi cục đá này đi để cháu khỏi thăm bà một tí. Thế là bà ơi, tại vì bà năm nay bà 94 tuổi rồi. Yeah. Nên là cháu không biết là bà còn minh mẫn không. Nhưng mà tại vì cháu muốn hỏi thăm bà để cháu giúp đỡ cho bà. Yeah. Nên là bà cứ nói chính xác nhá. Yeah. Bà cứ nói thật cho cháu nghe nhá. Thế là bà có một người con thôi à? Một người con. Mà đang bị bệnh. Yeah. Là bà còn phải nuôi thêm ba đứa cháu nhỏ nữa. Mẹ gặp bỏ đi rồi. À. Bà tưởng là bà nuôi cái thân mới đẻ là tự nuôi nó không sống mà bà cứu vớt nó sống giờ bà mừng quá. À. Thế là bây giờ là bà đang sống với một người con trai bị bệnh. Dạ. Với cả ba đứa cháu. Dạ. Hằng ngày là bà đi xin. À thế thì nhà của bà gần đây không? Dạ ở Lục Văn. Từ đây lên nhà bà thì bao xa? Đi vô cổng Khánh Hà đi vô. Khoảng bao nhiêu cây bà? Cũng
về. Thế là hàng ngày bà đi xin này là bà đi bộ à, hay là bà đi thế bà nào? Bà đi xe ôm vô, sáng kêu xe ôm vô. Em này con kêu cái chỗ xe ôm này. Sáng là bà đi xe ôm? À. Sáng đi xe ôm đi ra, buổi chiều đi xe ôm về. Bà lấy cái gì đây? Bà lấy cái gì đấy bà? Đây nè, cái chỗ điện thoại của ông. Điện xe ôm. Cái số này là số của ai? Của ông Niệm. Ông này là gì? Điện xe ôm. Ông này là xe ôm? Dạ. À, ý là hàng ngày là bà đi xe ôm là bà nhờ người gọi cho bà cái số này rồi họ lại họ chở bà đúng không? Dạ. Cái người lái xe ôm này là có bà con gì với bà không? Dạ không. Là chỉ chở bà đi thôi? Dạ. À, cái này là xe ôm. Thế là hàng ngày bà đi lên trên này bà đi bằng xe ôm? Dạ. Bà đi bằng xe ôm cho bà. Nghe bà kể thì hoàn cảnh của bà thì cũng thấy rất là thương bà, rất là thương mọi người. Nhưng mà những gì mà bà kể là sự thật thì thấy bà rất là thương. Nhưng mà bà 94 tuổi rồi, không biết là bà còn minh mẫn không nữa. Bà còn minh mẫn không? Thì con nhớ chứ. Bà còn nhớ đúng không? Thế bây giờ là bà có dám dắt cháu về thăm nhà của bà không? Ba dám dắt. Ba thật thân minh ra ba muốn dắt về để cho nghỉ chủ việc để cho bà. Vâng, cho bà nợ những chi. Thế thì bà dắt cháu về nhà của bà nhá. Nhá. Thì Trọng hỏi bà, nếu mà hoàn cảnh của bà là sự thật đó mọi người thì là bà sẽ dắt Trọng về nhà, Trọng thăm nhà. Còn nếu mà bà nói mà không đúng sự thật thì là bà không dám dắt. Vậy thì chắc là Trọng nghĩ là hoàn cảnh của bà là sự thật với cả nhà. Thế bà đi xin như vậy là một ngày được bao nhiêu tiền? Cho mượn thôi con xin được 500-600. 500-600. Vâng. Thì bà ơi thế này, là ngày hôm nay là anh em cháu đang đi đường á. Dạ. Thì cháu bị làm rơi mất cái ví tiền. Nên là bây giờ là cháu đói bụng quá. Cháu tính xin bà mấy chục ngàn để cháu ăn cơm được không bà? Hai anh em. Vâng. Còn cháu là có hai anh em. Dạ. Bà cho cháu bao nhiêu đây? Dạ. Cho cháu 100 luôn à? 2, 4, 6, 8, 10. Bà cho cháu 100 ngàn như vậy bà có tiếc không? Tiếc mà nên má là người ta cũng giúp đỡ lại cho bà. À, bà cho cháu, ngày mai là người ta lại cho bà. Dạ. Bà đi xin một ngày không được bao nhiêu tiền mà bà lại cho Trọng 100 ngàn để Trọng đi ăn cơm này cả nhà. Thì cháu cảm ơn bà nhá. Vâng, thế nhưng mà cháu không có lấy đâu. Cháu nãy giờ là cháu chỉ hỏi thăm bà thôi. Bây giờ là cháu trả lại cho bà 100 này. Vâng, ý là cháu chỉ cháu thử lòng bà thôi. Các bà đừng có giận cháu nhá. Cháu chỉ hỏi thử bà thôi. Bây giờ bà đưa cháu về nhà của bà nhá. Dạ. Cháu thăm nhà của bà được không? Dạ được. Vâng, bây giờ anh em mình vào thăm nhà của bà nhá Kiệt nhá. Bây giờ là cháu thăm nhà của bà để xem hoàn cảnh của bà như thế nào nhá. Chú con gọi thì chú qua cái chỗ điện thoại ấm này. Gọi xe ôm cho bà. Dạ. Không cần gọi xe ôm. Bây giờ cháu đi ô tô kìa. Bà thấy cái ô tô màu trắng ở đằng xa kia không? Dạ. Cái ô tô màu trắng đằng xa kìa là cái ô tô của cháu. Dạ. Chỗ điện thoại á. Để ông ngô ông chở dùm cho mẹ để nhỏ về nhỉ. Chở cho mấy đứa nhỏ về cho bà. Dạ. Mấy đứa nhỏ đi đâu mà phải trở về? Dạ, đi học. Đi học. À. Thế bây giờ gọi số này cho bà đúng không? Dạ. Ừ. Ông tên gì đây? Dạ, ông Điệp. Ông gì? Điệp. Điệp à? Điệp chứ ông. Không. Cho bà nói chuyện đúng không? Dạ. Bây giờ là bà nói là bà kêu ông xe ôm này là chở mấy đứa cháu của bà đi học về đi. Xong rồi bà thì có cháu trở về rồi nhá. Đây bà nói chuyện đi. Chú Diệp ơi. Đã chở ba về cái. Bà kêu chú xe ôm ra chở bà về luôn à? Dạ. Dạ. Thế là bây giờ phải đợi chú xe ôm tới à? Dạ, để chị Trương cho ông chở cháu về. Thế tí nữa bà có lên xe cháu chở bà về không? Chở về, cháu chở bà về nhá. Dạ, chú về, dạ chú quá chắc thiệt.
cho con nó vô ngồi đây gọi thì mẹ chú không tin. Vâng, về nhà cho thăm nhà của bà nhá. Dạ dạ. Bây giờ là Trọng đang trên đường đi về thăm nhà của bà cụ nha cả nhà. Thì Trọng có nói bà lên trên xe, Trọng chở bà về nhưng mà bà không có chịu. Bà kêu là để bà đi xe ôm và bà nhờ Trọng gọi xe ôm cho bà, cái xe ôm mà bà hay thường hay đi, để chở bà về nhà rồi bà còn đón mấy cháu nữa. Thì bây giờ là Trọng sẽ đi vào nhà của bà để xem là hoàn cảnh của bà như thế nào, có sự thực là như bà nói không nha cả nhà. Trọng cũng hy vọng rằng là hoàn cảnh của bà như bà miêu tả. Thì nếu mà đúng sự thực như vậy thì thấy bà rất là tội nghiệp luôn cả nhà. Cả nhà xem kìa, thấy thương ghê không? Bà cụ 94 tuổi hàng ngày vẫn phải ngồi giữa ngoài trời nắng trời mưa để xin tiền nuôi con bị bệnh và các cháu. Tội nghiệp bà ghê cả nhà. Đâu, nhà của bà nhà nào bà? Dạ đây. Nhà này à? Dạ. Có ai ở nhà không bà? Dạ không. Bây giờ thì Trọng đã đi tới nhà của bà rồi. Này, chỗ để cái giỏ trà bà nhá. Dạ. Dạ. Chú xe ôm chú đi về rồi à? Dạ. Vâng. Thì cho bà cho thăm nhà của bà nhá. Dạ. Bà bị còng lưng à bà? Dạ. Vâng. Tối bà ngủ ở đâu? Dạ, ngủ về đây. Con giòn giặt để con chạy đêm đến con nằm để mẹ về chợ. Thế thì con với cả cháu của bà đâu rồi? Dạ. Con của bà đâu? Con đi suốt ngày là đâu có về đâu chú. Đi suốt ngày không về? Đi suốt ngày, ở khi là đi là ngủ ở trong chùa, trong chiền gì đó cho dạ. Họ về nhà. Thế thì còn ba đứa cháu đâu? Ba đứa cháu đi học chưa về. Chưa về? Dạ. Còn tối tối là bà ngủ chỗ nào? Bà chỉ cho cháu nào? Dạ. Cái nệm này đây à? Dạ. À, thì mấy đứa cháu kia ngủ ở đâu? Ngủ bên kia về ba nhà. Ngủ bên này? Dạ. Vâng. Trời ơi, nhìn cái nơi mà bà đang sống này cả nhà. Thế là bây giờ là trong nhà là có 5 người. Dạ. À quên, 4 người. Dạ. À 4 người hay 5 người nhỉ? Dạ. Cả bà nữa là 5. Cả bà nữa là 5. Thế là bà là phải đi xin tiền để bà nuôi cả gia đình. Dạ. Trời ơi. Bà giờ cho đi xin rồi cho bắt buộc lắm. Vâng. Anh kia, anh con trai của bà, anh không đi làm được à? Không đi làm gì được hết đó. Là do là không... Tay chứng quẹo đến rồi, không có làm gì, không có lỗi kẹo gì được hết. Vâng, do anh ấy bệnh, anh không đi làm được đúng không? Dạ. Trời, bà khóc à? Sao bà lại khóc thế? Không buồn quá chú ạ. Ai vô cái hoàn cảnh này thì ra được. Tụi tân lắm. Đi ra nhà người ta thì bảo mẹ có điền còn được, còn nhà mình đôi khi không có tiền điền, động tiền điền thì ta cướp. Bà đang tủi thân về hoàn cảnh của bà đúng không? Dạ. Trời ơi, bà 94 tuổi rồi mà tuổi này mà cô khổ vì cô vì cháu vậy. Người ta như vậy là ta ngồi ta ăn không ngồi rồi ta chị dạ, rồi vâng. Mà mình phải đi kiếm tiền đồng mà về. Giờ đi làm việc nặng thì không được, không nổi. Mà đi xin á thì người ta này nặng thì già. Ở khi tụi ta làm chùa. Bà nói đi xin này nặng nhẹ là thế nào? Bà nói rõ cho cháu nào. Vì mấy chủ quay á, mấy chủ làm việc á, không cho ngồi này này nặng này già của tụi ta làm chùa. Bà đi xin rồi nhiều lúc thì người này người kia nói nặng nói nhẹ bà đúng không? Dạ. Trời ơi, nghe bà nói chuyện về hoàn cảnh của bà cả nhà thấy đấy. Thế nhà bà còn nhiều gạo không? Nhà hết gạo rồi, cho mới cho 5 kg về ăn đỡ. À, người ta mới cho bà 5 kg gạo đúng không? Dạ. Trời ơi. Mời con đi rồi á, ai cho gạo cho được gì cô còn vẫn lại. Thế nãy bà nói với cháu một ngày bà xin được mấy trăm ngàn? Thì được 5 còn bữa 500, còn bữa được 600. Thế còn tiền đấy thì bà về bà đưa cho ai? Bà giữ cho, bà đưa cho ai, phải đưa tiền xe thôi. À, bà trả tiền xe ôm này kia rồi. Dạ. Gạo nước các thứ bà mua đúng không? Dạ. Xong là bà giữ, bà không phải đưa cho ai? Dạ. Vâng. Trời ơi, cả nhà thấy thương không? Thế là cái này là cháu hỏi thật, bà cứ chia sẻ thật cho cháu nhá. Dạ. Cái này là các con các cháu của bà là
bắt bà đi ăn xin hay là tự bà đi? Không, mấy đứa nó đâu có bắt buộc bà. Bà thì có bà và cháu bà mình đi xin con. Tự nguyện bà đi đúng không? Dạ. Vâng. Chứ phù hòa thêm thì cháu. Cậu mà nó cũng có con, có cái rồi thất bại. Đi làm hồ thì thất bại. Vâng. À, là... Vậy là hoàn cảnh gia đình của bà là bà thấy thương các cháu của bà. Thì cha của các cháu thì như bà nói là bị bệnh, rồi mẹ các cháu thì lại bỏ các cháu đi. Thành ra là bà thương ba đứa cháu nhỏ nên là bà mới đi xin. Bà 94 tuổi, vậy là bà là lớn hơn tuổi của bà cháu luôn. Yeah. Bà của cháu năm nay là 90 tuổi. Yeah. Nhưng mà bà của cháu thì cũng may là cũng được các con các cháu cũng không phải khổ như bà đây. Yeah. À. Thế bây giờ là cháu hỏi thực bà này, bà tên gì nhỉ? Trần Thị Thảo. Bây giờ cháu hỏi bà Thảo. Là bây giờ là cháu vào thăm nhà của bà rồi. Dạ. Thế bây giờ là bà có cần cháu giúp cho bà cái gì hay là mua tặng cho bà cái gì không? Còn giờ cho giúp đỡ cho bà được cái gì thì bà mừng cái đó thôi. Dạ. Bà không dám đòi hỏi. Dạ. Vâng. Vì bà đã khổ rồi. Dạ. Nhìn thấy bà thấy thương. Bây giờ mà cháu ví dụ mà tài trợ tặng cho bà một số tiền thì bà có giữ được không? Dạ được. Bà giữ hay là bà đưa cho ai? Cho không đưa cho ai hết. Bà giữ đúng không? Dạ. Vâng. Thế là bà nghe bà nói chuyện thì chắc bà vẫn còn minh mẫn cả nhà. Thì chắc là bây giờ thì Trọng tặng cho bà một số tiền để dạ. Bà ví dụ bây giờ mà tặng cho bà tiền thì bà sẽ làm gì? Bà có thể bà muốn sắm một cái gì đó để bà kỷ niệm, để sau này bà có năm chuỗi nữa rồi có cái đó rồi lo cho bà. À, rồi bà nói vậy thì Trọng hiểu rồi. Nhưng mà bên cháu thì chỉ giúp cho bà được một số tiền cũng nhỏ thôi, cũng dạ. không được nhiều đâu bà nhá. Dạ. Vâng, nhưng mà được giúp bà được chút nào thì hay chút đó nha bà dạ, nhá. Dạ. Vâng. Thì ngày hôm nay đi trên đường gặp bà. Thì Trọng quyết định Trọng dừng lại, Trọng quay video chia sẻ thì mới biết được cái hoàn cảnh của bà cũng rất là khó khăn. Đã. Nên là bây giờ là Trọng sẽ trao một cái số tiền của Mạnh Thường Quân ở bên Trọng giúp đỡ cho bà nha cả nhà. Thì ngày hôm nay thì Trọng thăm nhà bà thì như cả nhà cũng biết là hoàn cảnh của bà rồi. Thì bây giờ hoàn cảnh của bà như vậy đó. Đấy, tôi... Vâng. Dạ. Thì bây giờ là Trọng sẽ Trọng với cả Mạnh Thường Quân sẽ giúp cho bà số tiền là cho bà là 3 triệu để chút xíu nữa rồi Trọng chở bà đi mua gạo, mua nước này kia các thứ ở trong nhà luôn. Dạ. Cháu sẽ chở bà đi mua gạo, mua nước, mua quạt gió thì nồi cơm các thứ, bà thích cái gì thì mình mua cái đấy nhá. Dạ. Thì cái số tiền 3 triệu này là của một Mạnh Thường Quân ở bên Trọng, tên là chị Nguyễn Thị Thúy. Thì chị Nguyễn Thị Thúy thì có gửi cho Trọng một số tiền và nói với Trọng là giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Thì ngày hôm nay gặp hoàn cảnh của bà thì cả nhà xem video thì cả nhà biết rồi. Bây giờ là Trọng sẽ trao số tiền là 3 triệu của chị Nguyễn Thị Thúy cho bà. Thì bây giờ Kiệt đưa cho anh 3 triệu. Nãy giờ thì Trọng nói chuyện với bà thì biết được hoàn cảnh của bà cũng rất là khó khăn cả nhà. Nên là bây giờ là Trọng sẽ trao cho bà một cái số tiền của Mạnh Thường Quân ở bên Trọng giúp đỡ cho bà. Để bà xoay sở trong cuộc sống. Yeah. Thì bây giờ ở trên tay của Trọng đây là số tiền là 3 triệu. Số tiền này của Mạnh Thường Quân tên là chị Nguyễn Thị Thúy. Thì chị Nguyễn Thị Thúy có gửi cho Trọng một số tiền và nói với Trọng đi giúp những hoàn cảnh khó khăn á. Thì bây giờ là Trọng trích cái số tiền là 3 triệu để Trọng mà trao cho bà. 1, 2, 3. Thì số tiền này Trọng trao cho bà thì chút xíu nữa thì bà có muốn đi mua những cái gì? Mua gạo, mua nước rồi mua... thịt cá trong gia đình thì Trọng sẽ chở bà đi. Dạ có ông xe ôm và ông chở đi được rồi. Có chú xe ôm hồi nãy dạ. chở bà đi dạ. Cháu sẽ đi cùng với bà luôn dạ. Thì bây giờ là cháu với cả Mạnh Thường Quân tặng cho bà 3 triệu nha. Dạ cảm ơn dạ. Hai chú dạ. Vậy là cô Thủy. Cô Nguyễn Thị Thúy. Cô Nguyễn Thị Thúy là cô muốn mừng lắm rồi. Dạ. Thì vâng dạ. Và hôm nay gặp hai chủ mà tôi như vậy chứ. Vâng. Bà ngồi xin nắng chúng tôi khổ khổ lắm. Dạ. Bà ngồi ngoài nắng bà cũng khổ đúng không? Dạ. Bây giờ cháu hỏi thật bà này, bây giờ là sức khỏe của bà là bà đã 94 tuổi rồi. Mà hàng ngày bà cứ ngồi ngoài đấy mưa nắng như vậy bà có hay ốm không?
giờ có bữa sốt đó là sốt tuần lễ mới mốt thuốc về. Có mệt không? Đi xuống à, đi xuống à. Bà có mệt không? Dạ không. Bà ngồi ngoài đấy bà có mệt không á? Dạ không. Không à? Dạ. Chắc trọng nghĩ là chắc là mệt nhưng bà không dám nói ra thôi. Thôi bà nhá, bà giữ cái số tiền này chút xíu nữa cháu chờ bà đi mua đồ nhá. Dạ. Bây giờ bà dắt cháu đi thăm qua cái nhà của bà để cháu quay cái nhà của bà cho khán giả bên cháu xem. Vâng. Nhưng mà đám chờ khóa đám đi dạ. Rồi đâu có để ở nhà đâu mà xem. Vâng. Để trọng bật đèn lên này. Khóa cửa rồi. Khóa cửa rồi à bà? Dạ. Dạ. Đây là trong nhà của bà đây cả nhà. Đi bà đi cùng cháu ra ngoài này bà. Trọng muốn quay chi tiết toàn bộ cái ngôi nhà của bà cho khán giả xem. Đi bà đi cùng cháu bà. Ngày hôm nay thăm bà thì không có con của bà với cả các cháu của bà ở nhà. Vâng, đâu bà ngồi xuống luôn bà. Ngồi xuống đi, bà cháu mình nói chuyện một tí nữa nhá. Dạ. Ngày hôm nay cháu tính vào cháu thăm bà để cháu nói chuyện cùng các con, các cháu của bà. Để dạ. Xem là các con, các cháu của bà như thế nào mà lại để bà ăn xin ở ngoài đấy. Thằng 7 tuổi á, học giỏi lắm. Học giỏi lắm à? Mới lấy là thái mà bằng khéo của nó xuất sắc luôn. Vâng, bây giờ thế này nhá. Dạ. Thì tại vì hôm nay thì không có con cháu của bà ở nhà. Dạ. Nên là cháu nói chuyện thì cũng không được. Dạ. Bà cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Thì để hôm khác cháu lên cháu thăm bà nhá. Dạ. Vâng. Bây giờ là số tiền mà cháu mới trao cho bà. Bà cất kỹ nhá. Dạ. Tí nữa thì cháu kêu chú xe ôm kia chở bà đi. Bà nói là bà hết gạo rồi, người ta mới cho bà 5 ký gạo thì bà đi bà mua gạo nhá. Dạ. Tiền này không được đưa cho ai nhá. Dạ, không đưa cho ai đâu. Vâng. Thế cái tiền này là bà tính mua những cái gì? Mình ra mua bao gạo gọi là cả mắm rồi bố cho mình đừng dọn ăn bữa cả tồi quá. Vâng, mua gạo với cá mắm đúng không? Dạ. 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 Vâng. Đó, bà cũng không có xài bao nhiêu, bà muốn vâng. Xài. Vâng. Thế nhá bà nhá, cháu chúc dạ. Bà nhiều sức khỏe nhá. Dạ. Cảm ơn hai chú vâng. Nhiều lắm. Cảm ơn hai chú chứ dạ. Mà gặp hai chú là. Vâng. Thế cháu bây giờ cháu xin phép bà cháu đi về nhá. Dạ. Bà khóc à? Bà khóc này cả nhà. Trời ơi. Sao bà lại khóc thế? À. Tôi buồn cho bị bà nghĩ tụi thân của bà quá. Vâng. Thôi bà bình tĩnh lại để bà đừng khóc nữa. Để cháu đi về đây. Dạ. Cháu tên là Trọng nhá. Dạ Trọng. Cháu tên là Trọng. Dạ. Và thì mai mốt là phải cháu lên trên này thăm là cháu nói tên Trọng là bà lại nhớ nhá. Dạ. Vâng, thế bà có nhớ không? Dạ. Lần sau cháu lên cháu thăm bà nhìn mặt bà có nhớ không? Dạ. Nhớ nhá. Dạ. Vâng. Thế bây giờ cháu về đây. Dạ. Thì mai mốt là cháu lên cháu thăm bà tiếp dạ. Nhá. Dạ. Ừ. Thì ngày hôm nay thì Trọng vào trong nhà bà. Trọng tính thăm bà để xem hoàn cảnh của bà như thế nào, để gặp các con của bà. Nhưng mà con của bà với cả các cháu của bà không có nhà. Thành ra là Trọng cũng trao một cái món quà của Mạnh Thường Quân và dặn dò bà rất là kỹ. Để lần sau, thì nếu mà khán giả quan tâm thì lần sau Trọng sẽ quay lại để Trọng thăm bà. Để tiếp tục quay video và giúp đỡ cho bà. À đúng rồi, Trọng hỏi thăm là sáng là bắt đầu là mấy giờ sáng là bà đi xin tiền? 8 giờ. Mấy giờ là bà về? Để 3 giờ bà về. 3 giờ là bà về? Dạ. Vâng. Để cháu biết cái thời gian bà xin tiền để cháu muốn gặp lại bà thì cháu cứ chạy ra ngoài đấy cho gặp bà xong rồi mình mới vào trong nhà, đúng dạ, không? Dạ. Vâng. Thế nha bà nhá. Dạ. Cháu chúc bà nhiều sức khỏe nhá. Dạ. Vâng. Bây giờ cháu về đây. Hai chú nhiều quá. Vâng. Dạ. Cháu bà nhá. Cả nhà xem bà bị lưng của bà bị khòm này Kiệt. Bà bắt tay với Kiệt đấy Kiệt. Vâng. Rồi, cháu chúc bà nhiều sức khỏe ạ. Dạ. Ui ôi, bà thấy thương không Kiệt? Bà cúi đầu xuống bà cảm ơn kìa. Rồi, cháu chào bà nhá. Để cháu lấy cái mic này. Vâng. Rồi. À, cảm ơn hai chú dạ. Nhiều quá. Vâng. Vừa mới gặp chú. Thời chú giúp đỡ cho bà như vậy bà cũng vui mừng lắm. Dạ, vâng. Lưng bà bị còng đúng không? Bà đi là bà đi vâng. Các lúa cho bà gánh nhiều vâng. Quá. Bà thử đi qua bên này hộ cháu này, cháu xem là lưng bà còng như thế nào. Bà thử đi qua bên này rồi bà đi về. Bà đi ra tới cái cây kia luôn bà. Này cả nhà xem này.
lưng của bà bị còng này cả nhà. Trời ơi, bà có bị lưng bà bị như vậy bà có đau không bà? Đau từ bà có ngấm rồi. Bà có bị đau lưng không? Dạ có. Vâng. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Trọng đây. Ngày hôm nay anh em Trọng mới đi rừng bắt ong về mọi người ạ. Bây giờ trên tay của Trọng đang cầm tổ ong rừng khổng lồ, ong rừng gốc 100%. Hàng năm cứ từ tháng 3 cho đến tháng 7 là Trọng với cả anh em ở trong làng sẽ rủ nhau lên trên rừng bắt ong để lấy mật. Thời gian sắp tới Trọng cũng sẽ đi bắt mật ong rừng về để bán. Nếu tất cả khán giả có nhu cầu sử dụng mật ong rừng nguyên chất thì có thể liên hệ cho Trọng để mua hàng qua số điện thoại 0345 099 088 hoặc 036 782 7841. Khán giả có thể liên hệ qua Zalo hoặc là Facebook của Trọng để mua mật ong rừng nhé. Khán giả nào muốn mua mật ong rừng nguyên chất thì có thể nhanh tay nhấc máy lên gọi cho Trọng để đặt hàng. Mật ong rừng chỉ có theo mùa, từ tháng 3 cho đến tháng 7, sau khoảng thời gian này thì sẽ rất khó để mà kiếm được mật ong rừng. Nên vì vậy khán giả muốn mua hàng hãy gọi cho Trọng để đặt hàng trước, rồi Trọng sẽ đi kiếm mật ong rừng về để bán cho tất cả khán giả. Đối với mật ong rừng Trọng bán thì hàng uy tín 100%, là mật ong rừng nguyên chất từ thiên nhiên, nên là tất cả khán giả mua hàng thì đều có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm.